tôi bị hành 1 tháng 26 ngày là không ăn uống gì hết. Là mình chỉ uống nước hay là mình không uống ngồi dậy nổi luôn, nằm quậy vậy đó, cứ nằm vậy đó. Nằm bây giờ là bây giờ mà bị hành căn này kia nó lao đau lắm, nó không phải như bây giờ mà ấy đâu. Mà những vậy bây giờ nói hành căn nó có vậy, hành căn nó đủ thứ trên ban ngày mà nghĩ ra ban đêm nó đi cái không biết phương trời đá biển nào, rồi da với xương chứ không có gì. Xin chào khán giả sẽ trở lại kênh của Lê Thanh, sẽ gặp lại thầy Hai qua những câu chuyện tâm linh. Thì lần này thầy Hai cũng chia sẻ đến khán giả về cái quá trình giống như là gọi là cái lịch sử của thầy Hai trong quá trình bị hành căn hồi xưa như thế nào, có thể kể cho khán giả được nghe được biết cái thầy. Thì cái cuộc đời tôi bị hành căn á thì hồi nhỏ lắm, cho nên nó là bởi giờ mới theo mấy ông thầy đi thì bà nội tôi bà không có cho à, thì ở nhà lờ đờ lững đững nay đau nay mai ốm nay đau mai ốm hoài à. Thì đến khi mà tôi được hiểu biết đó, thì tôi nghĩ sao mà mình đau hoài như vậy, thì nội tôi bà mới có cầu mấy bà đó về, bà nói là mượn hành tôi đồng mượn sau này đừng có cái gì anh mượn cái xác của tôi để cho tiết độ trong thân tộc. Còn tôi thì tôi sợ tôi không có dám làm, không biết có gì hay không mà mình làm đây rồi nó có này kia kia nọ. Thì đến ngày trôi qua tháng lợi nó cứ đau hoài, thì bà nội tôi mới có đặt cái bàn giữa trời có cầu khẩn gian giấy cho tôi, nếu mà nói vậy thì cho đổ cho nó đi, chơi trong nhà thì không có ai tiếp xúc với gia đình, nên để vậy có hành thì tôi chấp nhận cho con cháu tôi làm, sau này nó làm tôi chấp nhận hết. Thì bắt đầu tôi từ đó tới sau là tôi hết đau, cái đến khi cái năm 83, 84 đó, năm nó đi bắt đầu đòi đi nghĩa vụ thì bắt đầu đi trốn, tôi trốn trở đi phía sau đi trốn, không lẽ mình trốn hoài, thôi để đi nương náu theo cơ quan. Thì đi thì bắt đầu bị hành, không cho đi. Tại vì hồi đó nó hứa để ở nhà. Đó, thì cũng chút chui chút rủi là hoài, ghé xuống đi theo mấy ông thầy học bùa, học miệt, học này, học nọ, đi hoài, đi quỷ. Thì bà hay tôi học bùa, bà không cho tôi đi với đi tu. Thì hồi đó thì nương náu theo chùa không à, thì đi tu rồi kêu bằng đi tu lấy mặt á, chứ không có phải là đi tu thiệt. Thì hồi đó đi ra đó thì lên đó là lên đó thì lập đàn làm này kia nọ, thì cũng như là cho có cái bằng chứng cho bên ngoài chính quyền thấy có bằng chứng mình đi tu rồi, người ta không có mình thôi à, cuối cùng cũng là không được. Nó về khi bà năm 85 bà đau về nhà nuôi bà thì bà bắt đi phải có vợ à, bà bắt buộc phải có vợ đừng không cho tôi đi, mà cuối cùng tôi cũng phải về con đường này. Thì sau này làm rồi thì sau này mấy bà cũng có trong tổ đó thì cũng mà làm thì tôi cũng giấu lắm chứ không có dám mà lộ lĩnh ra. Thì trước mắt thì bên đây thì mình cứ gầm đầu mình đưa vô cái môn phái của mình là theo mấy ông thầy mình học bùa chú này kia nọ nhân dân, thì sau nữa là kinh kệ cái nọ đi cho mình tránh ở bên kia đi, nó vậy á. Chứ trong cái cuộc đời mà bị hành căn này kia nó lao đau lắm, nó không phải như bây giờ mà ấy đâu. Còn những vậy bây giờ nói hành căn thì không có dễ, hành căn nó đủ thứ chứ ban ngày mình mà nghĩ ra ban đêm nó đi cái không biết phương trời đá biển nào, núi nào cũng có đi, mình chỗ nào cũng có đi. Đến cái khi mà tính đi cái núi Sam đó mà đi không được, mà đến cuối cùng mà tôi đi được là tôi đi bằng cái chim bao, của giấc chim bao. Mà tới khi mà tôi đi được vô tới núi Sam á, thì tôi vô tôi gặp cái bà chú xứ ở ngồi đó, là tôi diễn tả liền bà chú xứ đến chung đi, từ nay tôi cũng kể lọt ra luôn á. Bà chú xứ bà ngồi một chân đứng một chân nằm chứ không phải ngồi sắp bằng đó. Thì tôi vô tôi gặp rồi á, thì tôi mới chỉ lúc đó bà ba tôi bà còn mà thường khi tắm bà đó, thì bà sáu tôi bà dẫn vô, bà nó ham đi quá trời, chị ơi giờ năn nỉ bà, hôm nay tôi trốn bà ba tôi dẫn nó vô đây. Nó vô tôi mới gặp cái tượng bà chú xứ ngồi đó, thì tôi mới diễn tả liền. Tôi nói bà chú xứ không thấy vậy đâu, bà chú xứ bà ngồi chứ đứng chân nằm à, thì thiệt bà ba tôi rồi bà sáu tôi bà cũng đi hoài vậy đó, bà cũng không biết. Thế chừng tôi nói bà mới hỏi chị có không chị ba, thì bà ba tôi bà nói có
Ông mới diễn tả đây đó là ngồi bà chú xíu ngồi cái chân đứng chân nằm chân kiểu gì nè. Bởi vì cái áo áo chàng cho bà nó bên cao bên thấp đó, nói gì tôi nói rồi mà mốt để ý phải gì mà. Và theo sau khi tôi đi nữa trên núi Sam, trên núi tôi không biết cái núi đó là núi núi nào, đi bằng mình đi bao mà cái sau là tôi đi lên tới tôi đi núi núi Cấm mà tôi không biết núi Cấm, cái sau này tôi đi lên là tôi mới biết là tôi đi tới chỗ nào chỗ nào tôi nhớ xem. Thì nếu mà mình bị người hành căn mà mình bị vậy đó, mày ban ngày mình đi không được, ban đêm đâu dẫn mình đi Thì dẫn cái hồn mình đi. Dẫn hồn đi. Cho nên ta dạy dẫn này kia kia nó nhiều cái hay lắm. Thầy hai có thể chia sẻ thêm là ngày xưa lúc mà mình bị hành căn đó là năm bao nhiêu tuổi nè? Hành căn lên là 10, 10, 10, 10, 13, 13 tuổi. Còn nhỏ, còn nhỏ là đã bị hành rồi nha. Là mà khi mà mình bị hành căn đó là cái triệu chứng cũng như là trong cơ thể mình nó sao hả? Cơ thể của mình cũng như là nói chung ra cũng như là người nó muốn đau thôi, mà muốn đau mình càng đi ngoài nắng nhiều chừng nào là nó hấp dẫn nhiều chừng ấy. Đi hoài vậy đó mình Đi khỏe ha. hoài Đi rồi, hoài mình khỏe. rồi mình về nhà thì nó lờ đờ lững đững như người mình không biết gì, đi ngoài đường thì nó hăng say. Lúc đó là khi mà mình bị bệnh như thế đó là mình có là nghĩ là mình bị về bên bác sĩ, mình đi vào thăm khám bác sĩ. Lúc đó nói chung là đi lúc đó nghèo lắm, không có tiền mà đi ho, mà không có tiền mà uống thuốc ho nữa, Ngày xưa thì nó không có đủ không có đủ. đầy đủ đồ ha. Thì mình cũng nghĩ là mình đau không tiền uống thuốc rồi nó vậy thôi. Tới sau này mà lớn rồi đó, cái năm 90, năm 90 6 97 đó, cái năm mà bị ung bổn với Cát Lợi đó, nó là cái tôi thấy ông đó ông dẫn tôi về đó để là lên cái ông mặt trắng. Thì tôi có về, tôi chạy về tôi kể cho bà nội tôi nghe, bà nội tôi xuống thắp nhang bà xin lại á, thì tôi đâu có biết cái miếu đang dở ra. Thì tới chừng mà ông anh này ông lại nhà chơi, tôi mới kể, tôi nói về tôi kể cho bà nội tôi nghe, rằng cho bà nội tôi bả vái tôi hết. Thì bà nội tôi xuống dưới đó là vái cầm bà xin lại, đừng có cho lên như trên này không có ai chơi mà kia nọ, đang để cho nó giữ cho mày là kia nọ. Thì nói mới hỏi, nó hỏi ông cái anh đó, nói giờ sao ở dưới y gan vậy không, nó y gan vậy. Thì bắt đầu bà nội tôi xuống rồi cái mẹo y gan như lời tôi kể, tại vì tôi đi lúc đó tôi đi vô dơ rồi, mà tôi về tôi sợ, tôi về tôi nói với bà nội tôi vậy, bà nội tôi mới có đi vái để xin lại. Thì sau khi đó đó trước khi đó thì tôi bị hành 1 tháng 26 ngày là không ăn uống gì hết. Là mình chỉ uống nước hay là mình không ăn không uống Không ngồi luôn, dậy nổi luôn, nằm hoài vậy đấy cứ ha? nằm vậy đó, nào có giờ là người chết vậy. Nằm như hấp hối vậy À, nằm đó đó là ngủ thì nó không ngủ, mà thức nó không thức, mà không ăn không uống không khát nước không đói không gì hết trơn. Đến cái ngày cái năm đó, cái năm năm đó năm mấy tôi quên rồi, bầu cử. Tới chừng mà tôi nghe nó bầu cử cử gãy gán này ngồi vậy, sao tự nhiên nó hết ngồi vậy à. Tôi ngồi vậy rồi da với xương chứ không có gì chứ, Nhưng mà khỏe luôn á, ngồi mà vậy nó khỏe khỏe là bình thường á. Hồi lạ đó. gật đầu mạnh luôn tới giờ. Theo con được tìm hiểu mà con được biết đó là những cô bác anh chị mà những người mà bị hành căn đó là nghe nói là cái tiếng hành căn đó là giống như là ở trên người ta rửa xác mình đúng không ha? Thì đúng rồi, như trong như ơn trên nó nhiều nhiều thứ, nhiều nhiều cõi. Thì nói tiếng ơn trên như trong đó là bà tổ cô Nhiều cung nhiều cõi ha. hay là tổ cô, hay là lãnh cô, hay là sát ông chính sái đặng binh, phó sái đặng binh, hay là đốc binh này kia kia nọ, Rất là dân dân nhiều, rất là nhiều 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 cõi. như là rửa xác cho mình sạch sẽ đó ha. Và lúc đó là khi mà mình cái đó là mình nằm chiêm bao, mình đi xuống dưới miếu ông bổn là mình được người ta chọn là để là ông về ông mặt trắng ha. Mặt trắng Con được biết là hình như là ở dưới miếu của ông bổn là miếu Tam Sơn miếu đó là về tới ba ông, hồi trước về năm ông rồi. năm ông lần ha. À, Tại con thấy có chỉ có ba cái ghế, trước năm cái ghế rồi. năm cái ghế lần ha. Bây giờ chỉ còn ba cái ghế ha. Năm Đó cái thì ghế còn đó là vị nào nhất quán, nhất quán, nhị quán, nhị quán, xâm quán,
ông xong rồi là ba ông đó lại về về là thường xuyên là chính đó ha. Còn chính. Còn hai hai mấy hai kia lâu lâu mới diện, năm mới diện lần. À, hai gì kia là cũng như là tên gì biết không ha? Nhất quán, nhị quán, trăm quán. Bỏ xe chứ ông gì? Ông bỏ xe ha. Năm hồi xưa linh lắm kìa, hồi xưa Mỹ ông nói chung nói tiếng Mỹ ông bổn hồi xưa linh lắm, bây giờ vẫn còn nhưng mà gì còn có về xác cho ông Bảy, yeah. Như giờ xác trong đó nó hết rồi giờ chỉ còn có ông Bảy, yeah. Thì hồi xưa linh lắm làm dữ lắm, bây giờ nói chung đi tụi mình ơn ông Bảy cũng gánh giác hai ba cũng như là nói chung là như ông Bảy giờ cũng như xác hội vậy đó, yeah. Thì chỉ còn mình là nổng thôi rồi cái biểu đó hết chắc khách lên rồi. Với thêm cái là bây giờ với thêm cái mặt chính quyền á cũng giảm á, con nghĩ như vậy không cái mặt chính quyền á thì hồi đó cũng trong con cháu của ông là tù trong con trong miễu đó luôn á, yeah. Là nói chung là cấm ai là cấm cũng cấm miễu ông bổn luôn nữa, nhưng mà ở trong ban quý tế của miễu đó thì cũng có trong vũ hội đó thì cũng có chuyên cẩn can thiệp, yeah. Là mới dẫn bền đó chứ mấy chỗ khác cấm chân à. Mà nói chung là cái khoe mà nói về mấy chỗ mà tâm linh của như là miếu Âm Nhân hay là chùa Ông ở trên chợ cá, yeah, hay dưới này của miếu Bổn, à. Đó thì mấy cái đó mấy cái điểm đó là còn lên bởi vì mấy ông đó về đâu có ai cản được đâu. Yeah. Ông có nghe nói là như là không cho nhưng mà ông về là ông về à? Ông về là ông về à? Dạ, yeah. Không có cản được. À. Yeah. Như hồi đó cái xác của chùa ông Bổn chùa ông ở trên chợ cá đó, à. Là ông đó ông đi nghỉ dưỡng quân dịch ông Chi Lăng, mà mỗi một lần mà mỗi một năm mà cúng ông nó là mỗi lần cúng ông là ở ngoài này thúc trống rồi đó, là dục xác chạy về, à. Ông tính đi từ Chi Lăng mà chạy về tới Châu Đốc đâu phải là chuyện dễ, ông chạy bộ không? Chạy bộ không, à. Không ai bắt được hết trơn tới, à. Chừng ở trong quân đội mình đi theo mà bắt đó thì ra tới đó thấy ông lên rồi thôi, à, rồi chở bắt đầu đi đem xe giếp tới dần thăng rồi hết trơn rồi đem xe giếp chở về ta biết rồi, sau này ổng mới chọn một con ngựa trong xuống miên đó. Thì con ngựa bạch thì chỗ nhà lợi đá ai lợi cũng đá trơn, mà tới chừng mà ổng lên là ổng xốc ngựa đó đi rồi xong rồi chân đem về ổng trả, rồi sau này mới bán ngựa đó cho chùa ông ta mua, không biết con ngựa đó gì mất tích đi đâu là nuôi đâu không nghe nói tới giờ. Bây giờ cũng khá là lâu rồi chắc sợ lâu lắm luôn bây giờ à, chế độ cũ tới giờ đâu phải là mấy chục năm rồi không biết xác nó còn hay không luôn nữa, à, không tới lui đó thành ra mình không có tìm tòi, à, nghe ông sáu tôi với mấy ông tôi hồi đó làm bên bên ban quý tế hồi xưa cái ban hội tài đó thì ông gì ông kể lại cho mình nghe vậy. Như hiện bây giờ cái phần ở trong người của thầy còn có phần tôi còn. Dạ, còn nhưng mà không có lộ ra hết. Không lộ nhưng mà vẫn giúp người ta biết, nhìn là biết á. Dạ, vẫn giúp cho người ta, dạ. trước khi mình mận thì người ta coi ngày coi giờ gì thì thôi, còn nếu mà về mà nói về mà làm về tâm linh á thì làm thử giấy trong tổ chỗ của mình thì có gì người ta ứng khẩu cho thầy mình. Thầy giấy ở tổ thầy á hay là bên kia giấy tổ ở đây thì nói chung là tôi thì đây thì giấy đây thì đầu ta trang điểm mình này, yeah. Ứng khẩu thì mình có gì khó khăn ta đúng mắt thì ta ứng mình, nhưng hồi trước mới thì chắc cũng còn lộ ra không có kìm được lộ ra không thầy lúc mới được lộ có lộ. Sao giờ tôi không lộ tại vì bây giờ đưa lên mạng là khi nào là tôi không dám lộ, yeah. Đó, mình nói đi cho nó dễ, thì bình thường giúp người ta có lộ không không luôn ha, chỉ là mượn khẩu thôi, mượn khẩu nói nha. Có gì cái mình có phải bình tĩnh, mình có dằn dè lại chút. Dạ. Yeah. Như là thường thường là hiện tại bây giờ là thầy hai cũng như là cũng về nhiều, cũng rất là nhiều năm rồi, cho nên là chắc mình kìm được. Đúng rồi. Thế hồi lúc đầu là chắc đâu có kìm được đúng không nè? Lúc đầu thì nó làm cho lắm, cũng như là nói chung là cũng như là gió mà luôn lai cây. Yeah. Tại chừng mình không có khống chế lại được ha. Tại chừng không có khống chế lại được. Dạ. Yeah. Cũng như là múa mang này kia nó nhiều dữ lắm. Dạ. Yeah. Vì sau này cũng nhiều rồi, cho nên thì cũng giống như sát nó nhiễn ha. Rồi cái mình kìm lại được, chỉ là ở trên mượn khẩu ra để nói chuyện đấy. Với bà con thôi. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Nó là vậy nha.
những cái phần hồi xưa thấy mấy cái dí mấy cái phần mới mới á, thường nó vô cái ta múa tay múa chân này kia nó kiềm không được. Đó. Bây giờ tôi coi vậy, tôi đi coi vậy, có nhiều người về thì nó không được, cái miệng thì cung gãy rồi, mình mẩy cung gãy đó, rồi nước mắt hai hàng trăng dòng vậy thôi không nói được. Thay cái người đó, mấy cái người đó người ta không biết ăn nói. Nó đợt nó là nó đúng. Còn cái mà về mà nói cũng như là làm ơn mà cái ơn vậy, chuyện đó là mình không, mình khó nói. Chứ người ta về ta chỉ cứu bệnh cứu hoạn, hoặc là về dòng họ nó nghịch nghịch ngợm, ta kêu lại người ta dạy dỗ lại nhân cho thân thảo hết này kia kia nọ. Cái gì nó nhiều nhiều, nó nhiều trường lớp lắm. Có nhiều cái phần căn mà khi con đi tìm hiểu là con thấy là khi mà vào á, khi mà ứng vào người đó là gùng mình hay là khóc hay là ngáp, nhưng mà không có mở khẩu ra nói chuyện được. Cái đó là giống như là người ta chưa có nhận cái sắc ấn hay sao này. Nói không được, về không biết nói. Không biết nói gì hả? Không biết nói chuyện. Dạ. Tại vì con cũng có nghe nhiều khi là cái đó là chưa có cấp sắc ấn, chưa có cho nói. Coi như là chưa khai khẩu. Dạ, chưa đến ngày giờ nói gì đó không rồi, đến ngày giờ mới được ha. À. Về muốn nói mà nói bị cho nói bên kia ta không cho nói. Yeah. Nó bắt buộc là để mà khóc mà thôi. Yeah. Hay là trong gia đình nó lộn xộn như thế nào mà về ta cho về mà ta không cho nói. Yeah. Nó vậy. Nó cũng có nhiều trường hợp đó này. Nó nhiều trường hợp, tùy theo cái trường hợp. Ở đây nhiều khi cái tâm linh á nó khó có khó nói, khó giải thích mà con, tại vì nó là vô hình. Nó là vô hình cho nên thì khó mà chứng minh cho bà con biết. Nhưng mà nếu mà mình tin là nó sẽ có. Còn mình không tin thì mình nghĩ nó là vậy là vậy, nó không là không có vậy thôi. Cái nội cái tâm linh mà nói về mà tôi kể về vấn đề của bà nội tôi từ cái ngày mà tôi biết mà cho tới ngày bà nội tôi vĩnh viễn á. Yeah. Là nhiều lắm. Và trước của bà nội tôi nữa thì ông bà tôi cũng kể lại cũng có nữa. Yeah. Nó cũng nhiều giai tuần lắm, cho nên nó có cho hay là nó không, nhưng mà bây giờ cái không nó có, nó nhiều hơn cái có. Yeah. Hồi xưa có nhiều hơn không, bây giờ không nó nhiều hơn có. Tức là cái giả nó nhiều, giả nó nhiều, ha. Nó nhiều. Giả rất là nhiều. Cái chẳng hạn như bây giờ nội một cái như bây giờ là nội một cái mà nói cái tiếng mà cầu khẩn đi là thấy nó cũng xa lắc rồi. Yeah. Nếu mình cầu khẩn người ta là phải có cái bằng tổ. Mình cầu bà thì mình mời bà, mình cầu cô thì mình mời cô, cầu ông thì mình mời ông, nó có cái bài hết. Còn bây giờ á, tôi coi trên mạng đó chứ tôi chưa tới chỗ, mà tôi tới chỗ tôi sợ nóng, tôi không có dám lại. Là cái miếu gần đây thế này người ta cầu bà thì ta nổi ba tiếng thỉnh dâng lên, cuối cùng đà nữ tướng gửi khuyên lệnh bà mời về. Còn cái này cầu bà mà hê hiu gió thổi đầu non, châm cài lợt dắt môi son lạnh lùng, cô ơi tới đây tôi cài cô cùng, nó phải vậy à, cái đó là cầu cô. Cái bài cái câu tôi nói vừa rồi là cầu bà. Yeah. À, mà nó nói phải nói là tôi nói là đơn sơ, nhưng mà cái chuyện làm nó là nó bài bản lắm, chứ không phải là như tôi nói đơn sơ. Yeah. Nó vậy. Đây nè, bữa nào tôi đi cúng ở ngoài Bình Phước, tỉnh Bình Phước hay à, rồi sao hả? Tôi đi cúng ngoài Bình Phước rồi tôi kêu mấy đứa nhỏ theo, nó quay lại cho. Yeah. Rồi tôi gửi cho anh em con. Cái như là cái chuyện làm á, chuyện làm mình làm theo chuyện làm, chuyện nói mình làm theo chuyện nói. Yeah. Cái nào nó cũng vậy, cái tâm linh cũng vậy, cái nào cho nó ra cái nấy, chứ mình là đừng làm quá lố rồi nó hết linh nghiệm rồi, trong khi đó mình làm người ta sẽ cười chơi mình. Yeah. Cũng như không gầy mà tôi lên là tôi chỉ trình bày dịch trần cho bà con coi thôi, thấy bà con khổ quá tôi cũng dịch trần cho coi thôi, chứ không phải là tôi quảng bá để làm.
nếu qua đây làm là tôi làm lâu nay rồi đó. Thì trong từ cái ngày mà tháng tháng nay nó biết bao nhiêu bệnh hoạn điện đây tôi là tôi cô giải dây hết trơn thôi, không có gì. Cái bệnh thì mắc dông cô, không thờ bà mẹ sanh, không thờ ông độ mạng, thành ra nó có này kia kia nọ. Thì mình cũng cho, mình cũng coi cho người ta, nếu cái nào có mình em đi làm cái đó xong, nếu không có là cái bệnh tôi cũng phân dân đỡ đâu đó rõ ràng, chứ đâu phải mà đợt cái bệnh nào cũng mắc không đó mà cái bệnh nào cũng là bệnh không, không phải. Có khi bệnh mà tìm không có bệnh, cũng như em cái bên đây nè, nó nói là thấy, nó thấy người ta lại đây coi là thờ cúng này kia kia nọ, nó dùng một tiếng nói thì có phải. Sau này nó sáng đêm không ngủ, ban ngày cũng không ngủ, ban đêm sáng đêm cũng không ngủ. Rồi má nó có lại đây coi tôi, tôi nói không, nó, tôi nói nó có tin đâu, bà giờ bà chỉ cho bà đi coi cho nó đi, kiếm coi cho nó đi là thạo nó là hết. Rồi bà về nói thở hết trơn tới giờ. Cho nên mình cái giàu tâm linh là tâm linh, mình tin vừa vừa phải phải thôi, phải tin thì tin, không phải thì thôi. Còn vấn đề bùa ngải hay là kia kia nọ đó thì hồi xưa nó có chứ bây giờ nó không có đâu. Bây giờ thì giả là nhiều ha. Như là cái lời thầy chia sẻ là khi mà mình muốn cầu ông cầu bà hay là cầu cô hay là một cái vị nào đó là mình cũng phải đặt bàn hoặc là mình phải đầy đủ nghi thức mà mình mới cầu về được, chứ không phải là muốn kêu là về. Đúng rồi. Đúng rồi. Không phải là muốn kêu là về đâu ha. Phải là cầu xin này kia rồi, có đặt bàn này kia rồi mới mời được về được ha. Đúng rồi. Cũng như vậy đi, tôi nói vậy đi. Bây giờ những anh em mà ăn mặc sang trọng, những anh em mà ăn mặc bằng nông, thì người ta ăn mặc bằng nông á, thì người ta nhậu bờ nhậu bụi, ngoài cũng vô mà. Còn mình đang đi trên đường về, mà mình đi trên đám, cái đám cưới đi về, mình đi làm việc đi về, mà anh em nó mời là lịch sự, không lẽ mình ngồi xuống đây mình nhậu với mấy thằng đi đồng đi bái lên, ta coi mình ra gì? Sao gì mình là cũng là một vị quan chức, mình cũng là một vị cũng là cán bộ, thấy không? Mình đâu có nhậu với chỗ này, nhậu ở đây rồi ta coi ra gì? Thì một vị thánh thần nào cũng vậy, cầu khẩn về mời thỉnh về, mới cầu thỉnh về mới về, không cầu không mời về, mà đâu đó cho nó đàng hoàng rồi là một vị hiển thánh rồi. Bởi vậy có câu nói nhất thỉnh thì nhất lai, vô thỉnh thì vô tai, hữu thỉnh thì hữu lai, kêu thì tới, không kêu thì không tới. Còn tới phải là sao mới tới đó chứ không không mới lợi cái bà không có gì chứ, ngồi đất trong giường trên buồng trong buồng trong bếp gì cũng lên được, không phải đâu. Thì cũng như dân gian mình vậy thôi, tâm linh nó cũng như là cái dân gian mình vậy, nó song song nha vậy đó ha. Rồi cũng anh em cũng cảm ơn thầy Hai đã dành thời gian chia sẻ về những câu chuyện tâm linh, và đặc biệt video này là nói về phần căn của thầy Hai. Thì trước khi khép lại video, chúc cho khán giả có nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Chúc cho thầy Hai được nhiều sức khỏe và bình an. Lê Thanh xin chào và hẹn khán giả những video tiếp theo ạ. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.